Sư ơi cho con hỏi, con năm nay 14 tuổi, lúc nằm suy nghĩ thì nhớ lại em con hồi đó, nó chơi đá banh không biết nó cố ý hay vô ý. Nó đá trúng tượng Bồ Tát nhưng tượng không bị sao hết, vậy nó có phạm ngũ nghịch không? Chứ con lo lắm, xin thưa là không có phạm ha. Chỉ đơn giản ngắn gọn thế thôi. Ta qua câu hỏi tiếp theo.